Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Alo, anh trình bày đi ạ. Vâng. À, tôi việc gì phải trình bày với anh nhỉ? Thì anh có gì muốn nói với tôi không? Thì tôi nghĩ tôi đang cho anh một cơ hội đấy. Tôi không thuyết phục anh. Anh nói anh to thật biết. To, đội trưởng tú tút đẹp trai 3 lần cho tôi. Tại sao tôi phải gọi tên anh mà không gọi tên tôi? Ủa, bây giờ ủa sao mà gọi mà 2-3 người nghe nói chuyện giờ gọi biết ai? Ôi tụi tôi thích như thế đấy. Alo, bây giờ nói lại nè, bây giờ là bên anh còn phòng không? Không. Ủa, là hết phòng thiệt luôn hả? Em nói nhiều quá, anh xin phép cấp máy nhá. Đời tôi sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo. Ủa là mình mới từ chối hả? Thì nãy anh nói từ chối người ta cấp máy anh hả? Nói đùa mà. Ơ mà biết đó mà. Ơ thế là từ chối thật à? Vậy là em bị khờ rồi. Tại sao? Chết rồi. Tôi trước khi em hỏi bên tôi thì đọc rõ tên tuổi của em lên. Dạ, nhưng mà ai nghe đấy ạ? Có phải giám đốc nghe không ạ? Hay là anh bảo vệ hay là lễ tân đấy ạ? Xin cho em cho anh biết tôi là giám đốc. Anh giám đốc ạ? Dạ vậy. Alo. Alo, giám đốc Tú gọi điện đến trung tâm tổng đài ạ. Anh cần gì? Dạ, hiện tại thì em muốn biết là bên mình còn bao nhiêu số ạ? Bên tôi là hiện nay là có 3 khẩu phần. À, khẩu phần. Là dạ, hiện dạ. Nay là khẩu phần number 5, number 10 và number 11. Thì anh xem khẩu phần nào. Khó thế nhở? Khó đấy. Ai bảo anh kén cá chọn canh mà anh còn thái độ, đúng không? Cho em hỏi bên giám đốc đối tác là mình có gợi ý hay là mình có đưa một cái thông tin hữu ích gì cho bên em được không ạ? Bên tôi hiện nay là đang nói là cái hàng tuyển đấy là vẫn còn dai đẹp. Đấy, trước mắt là tôi cho anh biết thông tin là như thế. Là 3 khẩu phần mà anh đang nói đúng không ạ? Eo ơi, 5, 10, 11 cơ mà. Đúng không? Cao mà, đúng không? Đúng, đúng, em thấy hợp lý. Đấy, đó là tùy anh thôi. Nhưng mà tôi nói trước là nhìn vậy mà không phải vậy, hiểu không? Lại nhìn vậy mà không phải vậy ạ? Nhìn vậy mà không phải vậy. Đấy, cho nên là nhiều khi số 5 lại hoang mang, là số 10, 11 lại khác, kiểu thế. Đấy. Đấy, nói trước là như thế. Dạ rồi, em hiểu rồi. À, thế à? Anh chắc chưa? Em chắc ạ. Chắc nha, tôi chọn nha. Rồi. Anh gì đây? Anh đã đây. Anh trẻ trung đấy. Anh đi trước nhá. Vâng, vâng. Đây, qua đây. Vâng. Chắc là chắc chắn phải chọn thôi. Vâng, em xin ạ. Alo. Alo. Alo, anh trình bày đi ạ. Vâng. Tôi việc gì phải trình bày với anh nhỉ? Thì anh có gì muốn nói với tôi không? Thì tôi nghĩ tôi đang cho anh một cơ hội đấy. Tôi không thuyết phục anh. Anh cho tôi một cơ hội là có nghĩa là anh có quyền không chọn tôi à? Anh có chắc chuyện đó không? Tôi bắt buộc phải chọn anh rồi. Bây giờ anh đúng đứng rồi. Ở đấy, anh hô Are tên tôi. Sure? Anh nói anh to thật biết. To, đội trưởng tú tút đẹp trai 3 lần cho tôi. Tại sao tôi phải gọi tên anh mà anh không gọi tên tôi? Chúc mừng anh nhá, anh đã về đội với tôi. Anh có hối hận chưa? Tôi thấy một cái hối hận trong giọng nói của anh rồi. Tôi nói cho anh biết này, anh sẽ bất ngờ về đội hình mình lắm đấy. Thế á? Đúng. Anh nghĩ là Dream Team. Nó hơn chứ cả Dream Team mà anh đang ngửi tưởng tượng đấy. Thế à? Đúng. Nghe hấp dẫn thế nha. Anh hô tên tôi 3 lần đẹp trai coi. Nhưng mà tại sao là tôi phải kêu tên anh mà không gọi tên tôi? Anh ơi, tôi là giám đốc. Tôi là nhà đầu tư nè. Anh à? Anh cứng đấy. Đấy, được không? Có cần nhà đầu tư cho tiết mục mình không? Tôi cần. Ok, hẹn gặp anh. Hẹn gặp anh cái gì sắp tới là chuẩn bị gặp anh nhá. Thì bây giờ có muốn tôi hô tên anh không? Anh hô tên tôi, đọc tên tôi 3 lần thật to xem nào. Cúp máy đây. Em biết ai thôi. Chúng ta không chung đội lần này là chào các em ạ. Không sao ạ. Xin chào. Bye bye anh. Bye bye. Good luck to you, my brother. Em từ chối người này nhá. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9.
Ơ kìa. Không, em không chỉ cần, em chỉ cần biết là anh em trao đổi thông tin không? Ừ, thì được. Đã hội vậy phải anh em đấy. Ê, cho trời ơi. Trước sau gì thì anh em mình cũng sẽ lộ hết thôi. Lộ hết thôi. Ừ. Thì thôi bây giờ ba anh em chia sẻ thông tin cho nhau. Ừ. À, xin mời Hiếu trước. Ăn vô đây. Thôi được rồi. Hiếu chia sẻ vừa kịp đến lúc bọn mình ra đảo luôn. Bây giờ anh chia sẻ thật. À. Hiện tại thì anh còn thiếu một thành viên nữa thôi. Ồ, một thành viên nữa hả? À. Hùng cố lên Hùng ơi. Là anh hai cái là lầm hai cái đấy, ha. Anh hai cái lụm hai cái. Cái đầu của anh hả? Cái đầu của anh. Vậy là hiện tại bây giờ Hùng còn hai số. Okay. Thì các bạn hãy chọn đi. Như em dự đoán, nhỏ qua đây cưng. Bye bạn yêu. Alo. Alo, ai đầu dây vậy? Alo. 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 À, ừ. À, tôi đây. À, cho xin hỏi bạn là ai vậy ạ? Bây giờ thì bây giờ thì có biết thì cũng đã chọn rồi, cũng đâu có rút lại được gì. Vậy hỏi chi? À, ê, à thế à, em có biết chơi tôi hỏi em cái này nhá, hơi cái này có hơi ngoài lề một xíu, thì em có biết chơi Jojo không? Thật là lạc đề. Anh có thể hỏi về những chuyên môn liên quan tới okay. Diễn xuất hay là âm nhạc không? À, em có biết rap không? Team của anh đang thiếu một người rapper. Bây giờ em muốn, bây giờ vô đội anh em sẽ không rap luôn. Anh thuyết phục em hơn đi. Mặc dù là chúng ta cũng đã thuộc về ơi, nhau nhưng mà anh em muốn, nói em nghe muốn... này, bây giờ sao? Cho dù là mình có từ chối nhau hay chăng nữa thì bây giờ anh, tôi cũng đã chọn anh rồi. Bây giờ anh không có quyền từ chối. Thế nhá, tôi xin cúp máy. Ờ, thế thôi. Ê, khoan. Sao, đừng, sao? Đừng, khoan. Tôi là giám đốc. Không biết nhưng mà tôi có cảm giác là tôi muốn nghe những lời năn nỉ từ anh. Ồ, tôi là giám đốc tại sao tôi phải năn nỉ hả? Đúng rồi Hùng. Tôi thấy giám đốc Hùng như thế là hợp lý. Thì bây giờ anh chọn tôi mà. Mặc dù nó random nhưng mà nó ừ đó. Là tôi, nó là tôi. Sao em có lý lẽ gì đâu vậy? Ừ, trời còn ừ nữa. Không, tại vì em cũng thèm khát cái cảm giác mà được người ta níu kéo anh. À, ok, níu kéo đúng không? Nói đi, rồi. Nói đại gì đi. Thôi bây giờ em cho nó ăn suất, cho nó ăn suất ân huệ đi em. Ê, trời, ân huệ nữa hả? Công ty của anh thiếu một người như em, mặc dù anh chưa biết em là ai nhưng mà anh nghe cái giọng em là anh thấy được có một cái chất giọng rất là hay, rap rất là hay, hát rất là nội tâm, kiểu anh đoán ra được khuôn mặt của em. Em ơi, anh thấy bình thường em hiền lắm mà, không ngờ em hai mặt như vậy. Tôi nói một cái, trời ơi, em đưa toàn mỹ từ cho nó không? Đúng tôi rồi. Em tả ai không đó em ơi. Chấp cánh quá vậy. Thì nói chung là đó, bây giờ anh sẽ về lại cái vai giám đốc của anh nhá. Thế nhá, có gì tí 2 giờ chiều mình gặp nhá, em nhá. Anh thì bây giờ hơi bận việc, 2 giờ chiều. Ok, anh bận việc, cái dạo này nhiều việc lắm. Thôi nhá, anh cấp máy nhá. Bye bye em. Em chào anh đi. Ok, bye bye em nhá. Yêu em. Ừ, bye em nhé. À, em cảm ơn anh, trời ơi, nói gì nói chứ em cảm ơn anh. Trời ơi, anh chọn em là em mừng muốn chết rồi. Cướp lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Cảm ơn em. Đâu, tôi đi. Ta cướp nãy giờ mới nửa tiếng hồ rồi. Lặp lại rồi. Lặp lại nữa rồi. Hài lòng không anh? Thật ra thì như em dự đoán. Em chọn số mấy đấy? Bên anh thì anh đồng gái chưa lặp lại anh ấy. Toàn là những người lần đầu tiên anh hợp tác luôn, đỡ. Em vậy luôn. Em mấy người luôn. Em một người mà. Em hai người rồi. Vậy là Hiếu nốt một người này xong rồi đấy. Ờ thế là Hiếu xong đội luôn rồi. Em xong đội luôn rồi, bởi vì ấy là em đang thích ra đảo hoang. Mà giờ quên cái gì vậy. Anh cũng muốn phải ra đảo hoang một lần, tại vì đảo hoang chắc chắn sẽ còn rất nhiều anh ấy. Đúng rồi, em quên chuyện đó hoài à. Tại mấy lựa chọn em thích không à. Không, vậy là may. May cho em là em nhường cho anh Đức Phúc. Chứ em cũng tính chọn số 6 hả? Ừ. Em sợ là chọn chúng mấy người trùng á. Nếu mà chọn chúng anh Đức Phúc là em cũng không thích. Em chọn chúng cái của anh em cũng không thích. Năm sợ, sợ dính nha. Anh nghĩ số 5 là bên nhóm anh. Anh muốn em vô trong đội thì anh có thể làm được gì cho em? Ừ. Em bên kia thì em ơi. Thật sự rằng là
đối với mi ruồng bỏ mình đó. Giống như là ban đầu bắt máy lên cái nó bắt đầu anh không có gọi là không có cái gì gọi là thuyết phục hết nên là em không có thấy cái sự chân thành đúng từ rồi. Anh nó không, cứ lan man như thế nào á, không có vô chủ đề đúng. Giống như là nó muốn người khác nhưng mà ngay cái đứa này cái nó bị tuột hứng hay sao á này bình thường giống như là em đã hiểu được cái ý của anh rồi nên là ok thôi em xin cúp máy tại đây nha. Khoan rồi hay quá xuất sắc hay trời ơi thiệt thương nhỏ hết sức đi ra đảo em trời ơi ghét người ta chê em hả người ta chê em hay sao bye bye mọi người phải thế khoan ê à không muốn làm việc chung nữa à. mâu thuẫn đã có sự mâu thuẫn ở đây đúng rồi. Nhưng mà khoan, sao làm gì phải làm như thế? Cứ từ từ chứ. Gắt đấy. Em đã gọi là thể hiện từ đầu đến giờ là anh, em nghĩ là anh có thể tin tưởng em. Anh nhớ cái lần vừa rồi là anh em mình cũng đã có nói một cái xíu gì về cái đó rồi. Em nghĩ là nên. Anh có ok về cái đấy không? Em nghĩ là anh em mình về là sẽ trộm vía. Tại vì từ đầu đến giờ bọn mình cũng chưa có. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi, anh cứ chọn bình thường đi. À, ok. Đã. Sao gọi anh nhỉ? Ờ. Lạ lùng nhỉ. Bật loa ngoài như nào Hiếu? Em bật loa ngoài như nào nhỉ? Sao thế nhỉ? Cái nóc như cổng muốn nói. À. Cái gì đấy? Alo. Chổ. Alo cái gì đấy? Cho hỏi là bên nhóm anh còn trống slot nào không dạ? Công ty phá sản rồi em ơi. Qua công ty anh đi. Công ty anh còn làm ăn phát đạt lắm. Chết rồi. Là bên anh còn trống phòng nào không? Còn, bên anh còn trống. Trống nhiều lắm em ơi. Cô đợi. Bên anh cũng còn trống. Em qua liền. Công ty mới phá sản mới vay được anh nhiều lắm. Đúng rồi em ơi. Ok, để em qua liền, đợi không, em xin. Không ý là bây giờ mình gọi. À, anh nào phá sản vậy anh? Em ơi, em nhiều anh quá. Em nhân viên ứng tuyển mà em cứ hỏi công ty nào phá sản. Công ty nào mà trả lời được? Mà phá sản rồi thì tuyển em làm gì? Ủa sao mà gọi mà hai ba người nghe nói chuyện vậy rồi biết ai? Ô tụi tôi thích như thế đấy tụi. Alo, bây giờ nói lại nè, bây giờ là bên anh còn phòng không? Không. Ủa là hết phòng thiệt luôn hả? Em nói nhiều quá, anh xin phép cấp máy nhá. Ủa rồi đây là không có ý là bây giờ một hồi người này nghe hồi người kia là em là hai người em khác nhau hại em đó hại em rồi hại em rồi bây giờ qua bển sao em biết được em vô từ từ chắc là cái số đó nó hết phòng rồi nó mới kẻ dám ghẹo em cái đứa nào mà còn à hay là chọc em đúng rồi cái lẽ là em nghĩ người đầu tiên là không phải người đúng mà cái người thứ hai người sau mới là người là người còn trống đúng không điện nó thấy chưa để ra làm giá lại đó. Đó. Rồi nó tắt luôn ủa ô đi nghe đi alo sếp à thếp sếp hả ủa chết rồi dạ vâng à em đây. Vâng, sếp cho em hỏi khẩu phần ăn hình như còn một slot nữa, đúng không sếp? Em ơi, em đang nói chuyện đúng cái khẩu phần ấy luôn em ơi. À, vâng, em hiểu rồi. Thôi thì anh cứ bảo bạn ấy có gì gặp em sau, em không muốn nói chuyện lắm. Tại bạn ấy nói dòng nói dài em không thích. Vâng, dạ. Ok, vậy, cảm ơn em, ok. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Đó, đã cho đó. Em tại vì á, tại vì biết em là còn cuối cùng mà tại vì nó không thèm nói chuyện bởi vậy thôi em thôi đi qua bển đi mệt quá chán ghê luôn em cảm thấy em không còn giá trị trong cuộc chơi này thiệt luôn á không phải tại vì em bóc số 8 thôi chứ em thật sự là rất mạnh đúng vậy mà nó coi mình giống như là một không cái gà gì thêm. Thiệt luôn á giận thế sợ giận em đi nhanh thành máy bay anh sao giờ không đi đâu nữa đây à tôi không nghĩ là mình phải đi gọi ngược cho người ta. Anh gọi ngược lại hả? Ừ. Em tưởng là nãy giờ là bạn ấy gọi em, sao em phải bắt máy, em phải đi gọi ngược lại. Đâu?
Nhưng mà em chẳng lắm anh, em nói tí gặp em không cần nói ra. Đúng mấy luôn. Anh thấy là anh em mình ở đây mang tiếng là đội trưởng nhưng mà toàn bị thành viên gọi là ấy thôi. Đúng, không ai gọi. Không ai gọi. Thôi nói chung là cũng được đấy. Ai đùa chứ, em số 2 bị liệt thật đấy sao chị ơi. Ôi, em đang... Ủa, của em à? Của em mời em. Của em à? Cay thế nhở? Cái gì dạo xíu mà. Đời tôi sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo. Cho hỏi ai vậy ạ? Cho hỏi ai vậy ạ? Sao nó nhẹ nhàng dữ vậy, không nghe được kìa. Tức cười. Ê, có khi nào mà cả bốn người từ chối luôn không ta? Bây giờ là đây là thuộc vào cái dòng là bây giờ rất là cần việc. Nên là nếu như mà anh có việc thì anh có thể cho em xin một chân bảo vệ cũng được, cái bảo kê cũng được, làm cái gì em cũng thể làm được ạ. Giọng em lạ quá nhở? Giọng ai thế nhở? Anh không... thì dĩ nhiên làm sao mà anh biết giọng em được. Em là một người mới mà, em mới xin việc mà làm sao mà biết. Em mới xin việc à? Sao vâng, đầu em nói giọng Nam, bây giờ em nói giọng Bắc thì anh... Anh lại... Thì... Nói chung là em nói được cả uyển chuyển, nói chung cả giọng Huế em cũng nói được luôn đấy. Linh hoạt. Linh hoạt đấy anh ạ, đấy kiểu nó vậy. Anh cho em một chân gì à? Cũng được, dạ vâng, phiên dịch viên cũng được ạ. Ồ thế à? Thì nói chung là bên anh thì cũng không có yêu cầu gì nó khó hết đó. Em có thể xô ra cái giọng thật của em được không? Chứ anh nghe không biết là ai cả. Em nói từ nãy giờ là cái giọng thật của em rồi đấy ạ. Em không có đổi cái gì hết. Anh ơi, anh đội trưởng ơi, người ta nói giọng thật nãy giờ đó anh ơi, tại anh cái lỗ tai anh có vấn đề anh ơi. Nó giọng thật nãy giờ à? Đúng thế rồi nãy giờ, thế nãy giọng Nam là của ai vậy? Giọng Nam giọng của tổng giám đốc đấy ạ. Của giám đốc ạ. Em chào giám đốc ạ. Giọng Nam của tổng giám đốc ạ. Chứ còn của em là từ nãy giờ em nói giọng thật luôn rồi đấy. Em là em biết là sếp là ai luôn rồi đấy ạ. Mà sếp bây giờ sếp còn không biết em là ai. Ok. Nói chung là em có chơi được Jojo không? Jojo à? Jojo là nói chung là cũng được Jojo, em chơi Jojo được như Negip không? Anh thì anh rất thích công ty, anh rất thích cái đó. Tại vì sân khấu tiếp theo của anh thì cần cái đó là sân khấu á. Em thì nói chung là những cái gì mà nó yếu nghề thì em vẫn có thể tập luyện được. Nói chung em không biết chơi thì anh xin từ chối nhá. Ok, cảm ơn em nhiều. Thôi cắt máy nhá. Thank you em. Anh phũ phàng vậy sao anh? Anh ơi, anh đừng phũ phàng thế. Thì đó thì anh... Ok thôi anh mê mẩn, anh mê mẩn Jojo hơn cả em à? Anh mê Jojo từ nhỏ em ơi. Thế à, cuộc sống của anh chỉ có Jojo thôi, anh chỉ cần người chơi được Jojo cùng với cả anh thôi đúng không? Đúng. Anh yêu cầu như thế đúng không? Em tình nguyện viên chơi với cả anh luôn. em tập lâu không? Không anh, nói chung là cái gì chứ ở trong cái công ty C2 này thì em thấy là em tập khoảng tầm 3-4 ngày là em có thể chơi đủ tất cả các thể loại rồi. Nói chung cái gì mà chẳng anh chơi anh thấy lời nói của em hơi điêu nên anh xin phép từ chối thế nhá. Anh cảm thấy lời nói điêu trên môi em. Jojo không thể nào chơi 3-4 ngày cả. Tôi thấy đội trưởng hay quá, thái độ như vậy là rất tốt, xin cảm ơn đội trưởng. Ok đáng ghét. Mời em. Đoàn tàu lăn bánh rơi bến, chậm chậm quất xa dần xa. Chiều nào em tiễn anh đi kỳ bóng ngả xế chiều. Ủa là mình mới từ chối hả? Thì nãy anh nói người ta từ chối người ta gấp máy anh hả? Anh nói đùa mà. Em mà biết đó mà. Thế là từ chối thật à? Vậy là em bị khờ rồi. Chết rồi. Anh ơi, em gọi lại em xin lỗi anh được không? Không, nói chưa em chọn mà. Ủa anh Atus, vậy là anh full chưa ta? Em full rồi. Chưa. Chưa full nữa. Ơ kìa. Thì anh lại là giảm biên chế. Alo. Ai đấy nhở? Dạ, cho hỏi đấy là công ty giải trí gì đấy ạ? Tôi trước khi em hỏi bên tôi thì đọc rõ tên tuổi của em lên. Dạ, nhưng mà ai nghe đấy ạ? Có phải giám đốc nghe không ạ? Hay là anh bảo vệ hay là lễ tân đấy ạ? Xin cho em cho anh biết tôi là giám đốc. Anh giám đốc ạ? Giám đốc. Công ty nhà mình là có phải là công ty Atus Entertainment đúng không ạ? Nó đấy anh ơi.
Đúng rồi, nó đấy. Rồi vâng, em rất là vui khi ngày hôm nay em lại được gặp anh A Tớt. Đấy, thì tình hình là ngày hôm nay thì em bấm liều một cái số mà gọi là cái số mà em nghĩ rằng là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thì đó. Thì bây giờ tình hình nó là như thế rồi. Thì anh có quyền là không lựa chọn, nhưng mà chắc chắn là dù anh có không lựa chọn đi chăng nữa thì tôi vẫn phải vào công ty của anh. Ừ, thì tôi cũng sẽ nói với cả anh một điều như thế này. Hiện tại thì tôi mới phá sản, công ty thì mới bán. Nên là chắc tôi xin lỗi, chắc anh tham gia vào công ty khác dùm tôi nhé. Tại vì bây giờ lương nhân viên là tôi không trả được nữa rồi. Nhân viên là bây giờ làm sao? Là full rồi à? Là công ty là đầy đủ hết tất cả các chức vụ rồi à? Hay là như thế nào ạ? Dạ, cho tôi hỏi với. À, rồi kể cả là những cái liên quan đến dịch vụ massage hay là tất cả mọi thứ là đều không còn nữa hả? À không anh ơi, tiền massage bây giờ tôi còn không trả được chứ anh chắc tôi xin phép nhá. Có gì đừng gọi vào số này giúp tôi nhá, tại vì công ty bây giờ nó phá sản rồi. Xin chào anh nhá. Tôi cũng bận lắm. Vậy là anh Atos đã xong đội. Vậy thì chuyển sang lượt thứ tư gọi luôn là Quang Hùng. Anh không cần gọi nữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà anh với Hiếu thì vẫn cứ ngồi nghe điện thoại. Đúng. Ý là cái lượt gọi của anh thì là sẽ không cần nữa. Vậy sẽ là Quang Hùng gọi. Đến lượt em gọi đó. Dạ, cho em hỏi đây là có phải số tiếp thị ở bên ngân hàng không ạ? VIP không ạ? Dạ, bạn đã gọi nhờ. Anh vấp quá ạ. Dạ, anh vấp quá, bình tĩnh lại, vấp quá rồi. Có phải ngân hàng VIP không ạ? Dạ, ai đang nghe ạ? À... Ok, tôi đã hiểu và tôi đã nhận ra. Ok. Vậy thì bạn hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn lại chọn số 4. Dạ, thưa anh là tôi bấm số 2 không được. Cái này tôi nói thiệt. Chứ tôi cũng không biết là số 2 hay số 4 là ai luôn. Thì bây giờ tôi cứ phải gọi thôi. Tôi cứ gọi đến khi nào mà ra được cái số điện thoại của tổng đài bên nhà ngân hàng VIP thì lúc đấy là tôi chốt. Mà tôi gọi là tôi thấy là tôi cũng đúng đấy, cũng ok đấy, cũng okay duyệt rồi. Đấy em á, duyệt đúng cái ý đồ á. Rồi đó. Thôi là của nhau rồi, thôi là của nhau rồi nha. Là của nhau. Dạ, bây giờ okay. Tuyển dụng là tuyển vào cái chân gì, bây giờ có cái chân gì không? Thôi em nghĩ rằng là cũng trộm vía đấy. Họ trộm vía đấy, trộm vía đấy, một lần nữa thế đấy. Là hoàn thành là coi như là hết hồn đấy. Ok nhá, cứ tuyển dụng nha, tuyển dụng đấy nhá, chốt đơn nhá. Ok, chốt. Chốt. Ok. Ok. Chúc mừng em. Tuyệt vời. Hợp lý. Trộm vía. Trở nên hóa đá. Gắn cái tảng băng vào đây giúp em nha, gắn tảng băng hóa đá. Trở nên hóa đá. Ủa sao biết hay vậy? Mở thẻ VIP trực tuyến tặng vé concert Anh Trai Say Hi. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.